Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình xin được hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể cài đặt lại ngày giờ cho camera EZVIT. Bình thường thì camera khi bạn cài đặt ngay từ khi đầu tiên, nó đã có phần để mình có thể chỉnh cài đặt ngày giờ rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn đã quên chỉnh cái phần đấy, mà bây giờ mà xem camera thấy nó bị sai ngày giờ các bạn, thì các bạn hãy chỉnh theo và làm theo video này nhé. Đầu tiên các bạn hãy vào ứng dụng EZVIT của mình. Đấy, ấn vào đó. Như đây mình có hai camera đây, một cái ngoại tuyến mình rút ra đây các bạn, còn một cái ở ngoài này. Ví dụ mình muốn chỉnh con dưới này thì mình ấn vào đấy. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái hình cài đặt bên góc phải phía trên màn hình này. Đấy, mình ấn vào nút cài đặt đấy. Ở đây mình sẽ kéo xuống, các bạn có thể nhìn thấy múi giờ này, các bạn ấn vào cái đấy. Ở đây nó có rất nhiều múi giờ, các bạn có thể nhìn thấy UTC+4 đấy, Yerevan này. Thì các bạn hãy tìm kiếm cho mình nhé, các bạn cứ tìm kiếm cho mình để chuyển về +7 UTC+7. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, UTC+7.0 Hà Nội, Bangkok, Jakarta đấy các bạn. Bạn hãy ấn vào đấy. Đó, nó sẽ đã hoàn thành và nó chuyển thành múi giờ +7 cho mình rồi. Ở đây phần định dạng ngày, các bạn hãy chọn cái định dạng ngày này. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy này, IMD này nghĩa là năm tháng ngày, và MDI nghĩa là tháng ngày năm. Ở đây mình chọn là ngày tháng năm là DMI đấy các bạn, nó viết tắt của từ tiếng Anh là Day Month Year đấy. Thế các bạn hãy kéo nó xuống tùy theo ý của mình. Đấy, mình sẽ chọn ngày tháng năm và ấn OK. Đã hoàn thành. Đấy, rất đơn giản như vậy thôi các bạn ạ. Đấy, và bây giờ các bạn có thể nhìn thấy ngày giờ này. Đây là lúc ngày 23 tháng 9 năm 2022 lúc 20 giờ 34 phút. Đó, rất là đơn giản các bạn. Vậy nên nếu mà có bất kỳ thắc mắc nào trong video này, các bạn cứ comment dưới video này. Mình sẽ hướng dẫn và trả lời các bạn chi tiết, tỉ mỉ và chính xác nhất thì thôi. Và trong video này nếu mà các bạn đã làm được thì các bạn nhớ comment và like, đăng ký kênh giúp mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Xin chào ạ.